Hello, chào mọi người. Vừa mới sắm được con CBR 250RR mẫu 2020. Bốn máy luôn. Đó, động cơ inline 4. Nói chứ nó giảm chém gió vậy nhiều được rồi. Nhiều người tôi kêu chém quá rồi, bữa nay mình chém nhẹ khúc đầu thôi, nhưng mà mình xin thú thật với mọi người thì nãy cái phần mình nói á, thì nó có phần đúng, nó phần sai. Mẫu này không phải là mẫu 2020. Mẫu này á hả? Để tí xíu mình nói. Mẫu này đúng nó chính là xe Honda CBR 250RR. Năm sản xuất của nó năm 1996, đã cuối cùng của CBR 250. Và cái dòng xe, vì sao xe CBR 250 hồi xưa mà mãi tới tận sau này Honda mới bắt đầu sản xuất lại, nhưng có rất là nhiều khác biệt, đó là vì lý do vì sao. Đó vì do kinh tế sản xuất ra một chiếc xe như thế này cực kỳ tốn kém, giá thành nó không thua gì sản xuất một chiếc 600 bây giờ. Đó chính là lý do vì sao mà bây giờ nó không còn sản xuất dòng máy E4 này nữa. Chúng ta sẽ tiến lại ha. Đây, đầu tiên chúng ta sẽ nhìn ha. Các bạn hãy nghĩ đi, cách đây 20 năm, mẫu này mẫu cuối 96, nhưng mà từ năm 80 mấy là nó có rồi, nó sẽ khác nhau từng đời. Nhưng mà mẫu này là mẫu cuối, từ năm 92 tới 96 nó sẽ khác. 20 năm trước, ủa, phải hơn 30 năm trước, tôi tính lộn rồi. 1990 tới nay là 30 năm trước mà chúng ta hồi xưa đã có một chiếc xe có công nghệ là nguyên cái sườn nhôm nha. Sườn nhôm nguyên khói luôn nha. Đó, đây là sườn nhôm. Gấp nhôm luôn. Sườn nhôm gấp nhôm. Và dĩ nhiên nếu bạn nào mà muốn biết cái xe zin nó như thế nào ở thời xưa thì các bạn có thể xem cái góc màn hình, đó là cái mẫu xe hồi xưa. Nó giống giống cái mẫu xe Lý Liên Kiệt chạy hả? Hay là Lưu Đức Hòa chứ, lộn. Mẫu xe Lưu Đức Hòa chạy hồi xưa hai đèn tròn á. Cái form nó y chang, chỉ khác là xe mình là xe 250 thôi, còn Lưu Đức Hòa như là chạy bản 400 lận. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến tới sâu hơn. Đây, các bạn có thể chú ý thì hồi xưa cái dàn mà cổ vô hồi xưa theo tiêu chuẩn là hồi xưa nó là từ 4 cổ nè, nó đi thẳng xuống, 4 cái nó gộp là một lại đây. Thì cái đoạn là một này trong đây á, là hồi xưa zin của nó là bên trong nó đã có bầu, nó có cái nỉ tổ ong trong đây. Rồi từ đó nó mới đi ra cái lon bô. Hồi xưa mà đã như vậy rồi đó. Rồi những cái khác biệt của nó thì mọi người chắc nên tìm hiểu về xe zin đi. Còn đây là một chiếc xe mình đã bỏ một số đồ đọn nó rồi. Và mọi người biết cái mục đích cuối cùng để mình làm gì không? Mình hồi sinh nó, nhưng mà không phải hồi sinh theo kiểu hồi sinh một huyền thoại mà như zin. Mình không thích zin, mình không có thích cái style đời cũ, nó kỳ lắm. Và mình thích những cái form style đời mới. Và xe này mình làm để ai? Để Su 8 chạy. Một con xe 250 mà 45 ngựa. Các bạn cứ nghĩ đi, hiện giờ con xe Motoba nó cũng khoảng 45 ngựa thôi, mà con này 250 hồi xưa mà nó là 45 ngựa, cực kỳ mạnh. Và tôi sẽ nói thêm cho các bạn nữa, tốc độ tối đa nó đạt 200 km/h. Điều đó là có thiệt, và nó chạy tràn đồng hồ. Và các bạn có biết không, tua máy của nó 21.000 vòng tua, 100% đạt tới. Đây, tôi sẽ bắt đầu sẽ cho các bạn coi cái đồng hồ ha. Đây, một chiếc xe mà có thể nói là chạy kịch kim ở mọi góc độ. Từ đồng hồ tua bạn nhìn ha, 0 nè, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20. Vạch cuối cùng này là 21.000 vòng tua và nó chạy tới đủ 21.000 vòng tua luôn nha. Tốc độ đây ha. Tốc độ là nếu mà xe đã mở giới hạn ECU mà các bạn không giới hạn á, là sẽ chạy tràn kim, chạy tới tục cò dưới đây luôn là 200 km/h. Xuống dưới phần đây luôn, xuống dưới phần ngay chỗ km giờ chấm á, chỗ đó là điểm 200 á, là chạy kịch kim là có thiệt. Và mình đã từng chạy cách đây 10 năm rồi. Lúc đó mình chạy con này là chính, nhưng mà sau này mình mua mấy con khác nên mình ít chạy, nhưng mà bây giờ mình hồi sinh nó. Thì đây là một chiếc xe mà có thể nói là một trong những chiếc xe mà mình tâm huyết nhất. Nó là một chiếc xe hải quan chính ngạch, và hiện giờ là mình đã quyết định là sẽ cho nó trở thành xe của trường đua. Và phiên bản này sẽ là phiên bản dành cho Su 8 chạy. Thì một chiếc xe khá ư là cồng kềnh như thế này, nếu mà để làm cho Su 8 chạy thì sẽ làm sao? Thì hôm nay đó là một cái phần đầu tiên của mình, đó chính là mình sẽ cho nó một cái bộ sườn đuôi mới. Đây, bây giờ mình sẽ cho mày coi ha. Cái sườn đuôi này là sườn đuôi full nhôm, nhưng mà không phải là của CBR 250 zin. Sườn CBR 250 zin nó sẽ bằng sắt và nó rất là nặng. Và quyết định như thế là mình đã mua nguyên một trọn bộ sườn đuôi chính hãng của Aprilia RS V4 bằng nhôm nguyên khói để giảm trọng lượng. Sau đó mình mua thêm một full, một dàn áo RS V4 là bản racing chính hãng của Đức.
Cái này mình nói thiệt luôn, mình đã nhập cách đây 8 năm rồi, cái dự định này nó là 8 năm trời, nhưng mà tới bây giờ mình mới có thời gian để mà mình làm. Thì hôm nay là mình đã hoàn chỉnh được cái phần sườn đuôi kết hợp với lại phần sườn chính nhôm này. Rồi một cái thông tin nữa là ở cái chiếc xe này á, thì zin của nó chỉ là 149 kg, trọng lượng khô. Và cái tỷ trọng cân bằng giữa trước và sau của nó là ngang nhau, một cái chỉ trên nhau 1-2 kg. Đó là một cái tỷ trọng cực kỳ tuyệt vời của một chiếc xe đua. Hồi xưa nó là một chiếc xe đua để chạy trường chứ không phải là một xe thương mại đâu ha. Rồi thì với cái dàn đua rẽ V4 này, mình cố tình đẩy cho nó lùi sâu hơn vào trong. Biết gì không, cái khoảng cách người lái tới bi đông sẽ gần hơn. Bình thường là người lái nó sẽ khoảng zin nó khoảng ở đây, nhưng mà bây giờ mình cho người lái ghi đông gần hơn để chi, để xu 8 có thể là với tới sử dụng cái ghi đông. Rồi cái kế tiếp, cái bình xăng của nó rất là bự, nó zin nó khoảng 16 lít. Mình sẽ quyết định là rút ngắn nó lại chỉ còn khoảng 13 tới 14 lít để cho cái khoảng cách từ bình xăng tới yên gần lại hơn, để xu có thể dễ dàng xử lý và cái độ cao của nó cũng sẽ thấp lại. Tại vì khi mà nó tròn người lên nó sẽ bị dướng cái phần bụng, phần hông này nó sẽ khó mà xử lý, nó sẽ bị thấp lại tí. Nói chung là mình chỉ tiêu chuẩn là mình làm sao cho nó còn khoảng được 10 lít xăng và cái form nó gọn hơn để mà cho xu có thể chạy được. Rồi kế tiếp, cái phần dàn chân trước thì cái dàn chân trước bộ phuộc zin của nó, mâm hai đĩa của nó đã quá cũ rồi, và mình quyết định là mình thay một cái dàn phuộc ghi đông mới. Thì cái bộ phuộc này là chính là bộ hai phuộc kèm ghi đông của VFR 800, nhớ nhé, VFR 800. Thì cái phần VFR 800 thì cái bản phuộc của nó sẽ lớn hơn, bản phuộc nó lớn hơn và chắc hơn, thì điều này khi mà chúng ta sử dụng trên đường đua thì nó sẽ ổn hơn. VFR nó cũng là một mẫu rất là dữ dằn. Và sau đó là mình đã làm cái bát CNC để bắt hai heo 4 piston của Z1000 gắn vào. Mình cho nó trang bị một cái dè carbon siêu nhẹ của Ducati chính hãng nha, dè carbon của Ducati chính hãng luôn, chính hãng Ducati, là bên trong nó sẽ có logo nha. Đồ zin của Ducati lúc nào cũng vậy, là sẽ có logo nằm ở mặt trong và rất là mỏng, rất là nhẹ. Mục tiêu của mình là làm giảm trọng lượng. Và một cái khủng khiếp nhất mà mọi người sẽ nhìn vào đó chính là gì, cái két nước. Quá khao, cái két nước zin của nó chỉ khoảng một nửa cái phần này thôi. Xe đời xưa két nước nó nhỏ lắm, nhưng mà mình đã quyết định là lấy két nước này. Nếu mà bạn nào tinh ý thì sẽ thấy là cái két nước này nó nằm ở trên bức tường của mình khá là lâu rồi, vì nó nằm trong dự án này và hôm nay nó đã được hoàn thiện và ráp ở trên đây. Bộ dàn đầu như hồi nãy mình nói, đây là nguyên bộ full dàn áo là của Aprilia RS V4 để kiếm chắn gió zin, nhưng mà mình quyết định là mình chỉ gắn cái phần ốp đầu và phần đuôi thôi, còn lại hai phần cánh áo hai bên với lại ốp hông mình sẽ không gắn, để mà mình đỡ bớt cái sự rườm rà của nó và giảm trọng lượng cho nó. Mình mục tiêu của mình đề ra là sau khi làm xong chiếc xe này và xe nó thực tế chạy thì nó chỉ ở mức khoảng 130 kg, nhẹ hơn thì xu sẽ dễ lái hơn. Ngoài ra cái phần cổ bô này mình cũng sẽ thay thế luôn bằng cổ full titan, thay hết nguyên dạng bộ cổ này full titan, lon bô cũng lon titan luôn, hai lon racing của Akabovic Megaphone gắn cho hai bên. Đó là những cái gì mình làm. Rồi mọi người có thể tới đây ha, thì cái phần sừng trâu của hàng rẽ V4 mình cũng đã mua luôn phần sừng trâu zin. Phần sừng trâu zin của nó là rẽ V4 zin, nó sẽ xử lý bằng nhựa để giảm trọng lượng nhưng mà rất là bền. Đồng hồ sẽ được bắt lên đây. Rồi mọi người sẽ hỏi là vì sao chúng ta sử dụng cái ghi đông theo kiểu này mà không sử dụng cái ghi đông clip on ở dưới. Thì như mình đã nói, cái thiết kế này là mình sử dụng cho xu 8, vì xu 8 nó hơi bị lùn nên cái ghi đông mình muốn làm sao cho nó hơi xích gần phía đằng sau và cái hướng này nó thoải và nó dễ gắn hơn. Thì cách nhanh nhất và dễ sử dụng nhất đó chính là sử dụng như thế này. Đây bây giờ tôi sẽ ngồi lên cho mọi người xem ha. Các thấy khi tôi ngồi đây, vì xu chân ngắn nên cái bộ gác chân nó sẽ gần hơn ở trên đây và nó sẽ dễ hơn, và cái phần tay ở đây nó sẽ ngắn hơn. Chẳng hạn như tay tôi dài dư tới đây vẫn còn được, nhưng mà tay xu nó sẽ ngắn hơn, nó sẽ tới đây. Đó, tức là khi chúng ta đi cua thì là sẽ được, cái bụng ở đây sẽ thấp hơn, tại vì bụng của xu nó sẽ thấp hơn. Đó, mình sẽ làm thấp chỗ này lại. Đấy, đây sẽ là một cái siêu phẩm mà hiện giờ thì nó chỉ mới là phần 1 thôi. Mình sử dụng mâm trước sau nguyên bản zin ha, chỉ có tăng là kích thước size đĩa. Phía trước là mình sử dụng đĩa của CBR 1000, mình tăng kích thước size đĩa lên. Rồi đây cái bộ gác chân hai bên thì mình sử dụng lại bộ gác chân của Yamaha R6 để mà cho nó lùi phía sau và nó nâng cao lên để phù hợp hơn với lại cái yên của người lái và cái phong cách chạy. Phía đằng sau phuộc thì mình đã quyết định là mình sẽ thay nguyên cái dàn phuộc của
Ducati Diver. Phụt này có kích thước lò xo lớn và nó có thể tinh chỉnh được nhiều chế độ từ ở dưới, từ rebound tới lại compressor đều có thể điều chỉnh được luôn. Và hồi nãy mình đã rất test, có nghĩa là nó có thể đa chế độ chỉnh sẽ khiến cho mọi trọng lượng đều có thể là phù hợp. Đó. Đây là công trình thế kỷ. Hiện giờ theo như mình đánh giá thì hiện giờ nó đang được khoảng 60%. Và dự định là sẽ trong tháng này là sẽ bắt đầu là cho chạy thử tại trường đua Đại Nam cho số 8 chạy. Thì như các bạn đã thấy chiếc UB 150 hiện giờ mình đã xử lý thêm một số vấn đề các thứ để cho Su lòng quen hơn với lại những con xe công suất mạnh mà nhẹ. Nó 25 ngựa, còn con này tới 45 ngựa, tương đương là gấp đôi. Đấy, thì hôm nay như thế thôi. Hẹn gặp các bạn ở phần 2 khi mà chúng ta đã có thể hoàn thiện nó toàn bộ mọi thứ. Chồng rồi.